khoảng 20 người hợp sức kéo ô tô khỏi đám cháy quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện ô tô bán tải đậu gần đám cháy lớn tại quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 20 người dân đã nhào đến hỗ trợ kéo phương tiện này ra ngoài. Khoảng 12 giờ ngày 31 tháng 3, quán cà phê rộng khoảng 100m² nằm trên đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này quán đang đóng cửa. Gần đám cháy có một ô tô bán tải đang đậu, nguy cơ bị ngọn lửa lan sang. Phát hiện hỏa hoạn, khoảng 20 người dân đã hô hoán nhau chạy đến ứng cứu. Một số người cầm bình chữa cháy mini tới tiếp cận dập lửa, số khác hợp sức kéo ô tô ra ngoài khu vực an toàn. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều nhiều xe chữa cháy cùng gần 40 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kéo vòi rồng dập lửa, đồng thời tiến hành chống cháy lan sang nhà bên cạnh. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, bàn ghế bên trong quán cà phê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.